Đây thưa cô chú anh chị, thì nhờ thầy đưa cho các cháu cái học bổng và những cái giày quần áo viết. Rồi bốn phần, còn một phần sau đây. Rồi còn một phần đó thì hồi nãy em quay qua cho. Thì cái phần đó là thầy nói là đi Phú Bắc là đang về đúng không? Rồi thì nữa có đó nhờ. Rồi ok, chút nữa em sẽ quay qua đó. Rồi chú chúc các cháu học giỏi càng giỏi hơn. Trong năm từ đây sắp tới là chú sẽ giám sát và theo dõi các con học nha. Được không? Đồng ý không? Đồng ý chú theo dõi không? Thấy đây xung phong trước nè. Rồi chú cảm ơn các con nha. Đây thưa cô chú anh chị, thì được rồi, Sơn cũng có vô danh sách rồi, nhưng mà em đi qua bên Phú Quốc với cha với mẹ về bên đó hả? Dạ, con giờ đi với chị qua đó chơi. Bây giờ đang về sẽ chuẩn bị vô năm học mới rồi. Thì con nhờ chú nhận cái phần học bổng và cái quà quần áo với giày dép của cháu nó cho để năm học sắp tới nha chú nha. Miền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương, vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, rạch miếu xây cầu đường về bên tre gần. Sơn xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe. Hôm nay Sơn đang có mặt ở trường Trần Quang Khải ở xã An Nông đó cô chú anh chị. Thì hôm nay cũng là nhân dịp ngày 1 tháng 9 là cũng là ngày khai giảng của trường cho các em. Thì hôm nay Sơn vô đây để trao 5 cái học bổng cho em có cái học sinh giỏi mà có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay Sơn đến đây đúng là để cũng trao tặng cái món quà đó cho 5 em và phụ huynh, và có những các cháu là trong năm cháu này là đã có sổ hộ nghèo nên là giảm đi cái bảo hiểm, nên là cái phần bảo hiểm đó bị dư, nên là Sơn sẽ lấy cái phần đó trao cho những em khó khăn mà học khá chứ không nằm là giỏi, nhưng mà để cho cháu có một cái bảo hiểm đó, thì để tặng cho năm em học bổng này thì có dư đợi 3-4 bảo hiểm gì đó, nên là Sơn mới xin phép Mạnh Thường Quân lấy cái phần bảo hiểm đó để trao cho cái em học loại khá đó. Thì Sơn đang đứng trước cửa trường nè cô chú anh chị. Đó thì bên tay phải của Sơn đứng chơi trước cửa trường, bên tay phải của Sơn là đi hướng về Hà Tiên đây đó. Còn bên tay trái của Sơn này, Sơn đang đứng trước cửa trường, nên là bên tay trái của Sơn là cái hướng này đi ra ngoài Nhà Bàn Tịnh Biên, là đây đó, Nhà Bàn Tịnh Biên là đi hướng này. Bây giờ thì Sơn mời cô chú anh chị theo vào bên trong để Sơn nói chuyện với nhà trường. Đây là cổng trường này cô chú anh chị. Đó thì Sơn vào bên trong nha. Đó, thì tại vì đây cũng là trường thôn quê vùng sâu, nên là năm nay Sơn hỗ trợ cho họ nên là họ cũng cảm thấy là rất là mừng. Thì bây giờ đang Sơn đã đi tiến vào bên trong thì cũng có 5 em học sinh và có những em là cần bảo hiểm, thì bên nhà trường cũng đang chờ Sơn vào để trao cái 5 cái học bổng. Thì bây giờ Sơn đang đi vào bên trong nha. Đó, thì các cô, các em, các phụ huynh đang ngồi chờ sẵn ra ở trong này rồi. Thì đây cũng là một cái nhân dịp khai giảng của các cháu này. Đó, các cháu đã ngồi sẵn rồi. Đó, thì đây là bên tay trái của Sơn, đối diện màn hình là bên tay trái là bên nhà trường cô giáo, bên tay phải của Sơn là phụ huynh, còn các em đang thì ngồi đang ngồi đây. Đây thưa cô chú anh chị, thì đây bên đây là phụ huynh nè, là bên tay trái của Sơn là hiệu trưởng với cô giáo,
còn trên này là cái băng rôn mà hội qua ngày mai thị sĩ nhân dịp khai giảng năm học năm mới trao tặng học bổng cho các cháu. Em chào cô, thì hôm nay cũng là ngày 1 tháng 9, cũng là ngày khai giảng năm học mới của các cháu. Thì hôm trước cô cũng có đưa cái năm cái danh sách của năm cháu đó, nhưng mà em không có cái thời gian và cũng không có cơ hội để thăm từng nhà các cháu được. Nên hôm nay gặp ở trường thì cô nói về cái trình tự của năm em sắp tới mình trao quà học bổng á. Trước tiên thì cũng xin đại diện nhà trường cảm ơn sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đối lớn với những chị. Em lớn đối với những cái em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Hiện tại thì trường rất là nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên thì được năm suất của nhà tài trợ thì trường cũng chọn ra năm em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó thì nghèo có, cận nghèo có, khó khăn có, thì trường chỉ tuyển được có năm em. Thì trong đây thì cũng được Mạnh Thường Quân là tư vấn là chọn những em mà khó khăn ở trường. Thì năm em này thì có hoàn cảnh là mồ côi cũng có luôn. Tức là những em này là có hai em mồ côi là không có người thân luôn, chỉ ở với người hàng xóm để nhận nuôi đó. Rồi bà con xa cũng có. Thì cũng thay mặt những cái em này thì cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho các em suốt quá trình học. Cảm ơn cô. Thì sắp tới đây là em là làm cái kênh YouTube Sơn Miền Tây, thì cũng trao năm cái học bổng này cho các em, thì mong sự giúp đỡ của các cô các thầy ở trong trường để dạy bảo các cháu học như thế nào và ra làm sao phải học năm nay giỏi thì càng giỏi hơn, để em tiếp tục lâu dài là lo cho các cháu là năm này qua năm nọ, có thể là nếu mà cháu nó học lên được đại học thì tụi em vẫn tiếp tục lo cho các em nó học lên đại học. Chỉ mong là các em nó cố gắng học như thế nào đó để cho cái sự theo đuổi của em và cái sự khảo sát của bên em lâu dài lo cho các cháu ăn học tới nơi tới chốn. Cô thấy đồng ý không? Đó thì là rất là tốt đối với các em rồi. Dạ, thì cái năm học cái học bổng vừa rồi cô có nói với em là trong năm đứa có bao nhiêu đứa mà có bảo hiểm rồi, cái phần dư đó là xin lại để cho những cái em nhận phụ không tiếp nữa. Dạ. Nó không có gia đình không có khả năng đóng bảo hiểm. Dạ. Nhưng mà những gia đình đó thì rất cần những bảo hiểm đó để sau này các em có này kia thì có đó giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Thì phụ huynh của mấy em đó thì mấy cái em nhận phụ đó thì gồm có mấy đứa hả cô? Mình hôm bữa mình có bà Nhĩ Sơn đó là xin được 8 em. Nhưng mà hôm nay lấy thì lấy mấy em? Vẫn 8 em, tuy nhiên là 8 em này là còn số tiền còn dư lại nó vẫn còn thiếu được, thiếu 100 mấy 200 đó thì trường có thể là đắp qua được, chi được. Dạ. Thì thêm được biết là một giáo viên mới bổ sung lên một em đó, là em đó ba mẹ giờ là không, giống như bỏ đi rồi, chỉ ở với ông cậu. Dạ. Rồi không có tiền, không có gửi tiền đóng học phí hay là tiền gì hết, tức là không có chu cấp tiền cho em này nữa, là do là ba mẹ đi làm vẫn khó khăn không có chu cấp về cho gia đình nữa. Thì qua cái này thì cũng xin thêm cho một em đó. Dạ. Tức là 9 em. Dạ, rồi cảm ơn cô nha. Rồi, chúc cô sức khỏe. Thưa hai cô bên này, cô dạy lớp mấy? Dạ, em dạy lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 luôn. 6, 7, 8, 9. Dạ. Còn cô bên này? Em cũng dạy toàn khối 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 thì thưa các cô, thì các em cái trình độ năm rồi đó thì các em học có nằm trong trong hai lớp của các cô đang dạy trong danh sách hiện tại bây giờ để trao học bổng cho các em, thì có nằm bên lớp hai cô không? Vẫn có, đang dạy đủ hết, dạy nói chung là dạy toàn trường thì các em đều dạy hết. Dạ. Thì các em nó học như các cô thấy cố gắng hơn nữa để truyền đạt cho các em học càng ngày càng khá hơn, giỏi hơn. Bên cái em thì là bên kinh sư miền Tây và cái hội qua ngày mai cũng mong là các cô chỉ dạy thêm cho các cháu ăn học thêm nữa để giỏi hơn nữa trong năm vừa rồi. Các cô đồng ý với em không?
Rồi các cô giúp em cái đó nha. Rồi em cảm ơn hai cô rất là nhiều và chúc hai cô sức khỏe. Dạ chào thầy, thì nghe cô mới vừa nói là cái em nào đó thì đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào hay thầy ha? Em Nguyễn Thị Như Ý, thì năm ngoái tôi chủ nhiệm thì có hỏi về hoàn cảnh của em, nhưng mà vì mặc cảm cha mẹ thì cũng đã đi hôn rồi, nói là đi Bình Dương làm, nhưng thực chất thì cha mẹ ly hôn rất là lâu và bỏ em nó coi như là cũng gần năm mấy nay rồi. Dạ. Mới phát hiện rõ ràng tại vì dạ. Do là không có cha mẹ kế bên, thành ra là cũng không có chăm sóc được. Dạ. Không có nuôi nấng được, thành ra ở chung với ông cậu. Dạ. Cái đó là mới xin bên Mạnh Quân á, Sơn Miền Tây thì mình xuất nữa để hỗ trợ cho em nó, để cho em nó học tập tốt hơn trong năm học mới. Dạ. Thì cái phần mà thầy vừa nói đó thì một chút hay hoặc là chừng nào đó thì thầy hẹn bé lại với cái người phụ huynh để cho em gặp mặt được không? Bây giờ bé nó vừa chạy về rồi, thành ra là cũng mới xin cái phần này, thành ra là do đó là bé cũng mới chạy về chứ chạy được kịp. Có phụ huynh ở đây. Dạ. Thì thôi đi, bây giờ em xin tạm dừng ở đó ha. Thì để em làm chương trình này trước ha. Rồi em chào thầy nha. Rồi. Dạ thưa con chào bà. Bà là phụ huynh của bé nào bà ha? Bé Như Nguyệt. Bé Như Nguyệt. Dạ. Bé năm nay học lớp mấy? Năm nay học lớp 9. Dạ. Thì bé Như Nguyệt đâu bà? Bé Như Nguyệt rồi. Rồi con lên đây. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 88 rồi. Bà năm nay 88 rồi, hiện giờ công việc bà làm? 68. Dạ. Bà làm công việc gì? Giờ bệnh hoạn hoài không có làm gì hết trơn, không mà con nó nuôi chứ giờ không có làm gì nổi nữa đâu. Ủa cô nhanh, cái này là mồ côi hả? Bé này là mồ côi hả? Hả? Bé này cũng cha mẹ ly hôn. Rồi. Thì rồi được rồi, con quay về chỗ ngồi đi. Tại vì hôm nay đó là cũng ngày nhân dịp khai giảng cho các cháu, thì con cũng nói chương trình hồi nãy giờ thì chắc cô cũng đã nghe rồi. Thì con mong là theo đuổi cháu học năm này sang năm nọ. Thì là nói tóm là con muốn lo các cháu học lâu dài. Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên và năm học mới của các cháu, thì con vô đây để cho học bổng đó. Thì cô có nghĩ gì không? Nếu được vậy thì nếu được nhà trường lo như vậy thì tôi đây cũng rất là mang ơn. Tôi thì không có khả năng lo cho cháu nó học, vì nhà trường tiếp sức giùm chứ giờ cha mẹ nó không có lo được cho nó nổi. Mẹ nó thì đi làm, giờ đâu có đủ phụng phụng để lo cho nó học tới nơi tới chốn được. Còn yeah. Tôi thì không có được. Bây giờ sức lao động thì không còn nữa. Đó bây giờ nhờ nhà trường phụ tiếp thì chứ tôi thì giờ học tới đâu hay tới đó chứ. Dạ thưa cô thì con làm một cái kênh YouTube là Sơn Miền Tây. Dạ. Cũng là một cái cầu nối cho các em. Dạ. Và cũng là một người theo dõi các em học hàng năm. Dạ. Nên là mình phải động viên các em học như thế nào đó để giỏi càng giỏi hơn. Dạ. Để cho con có cái động lực lo cho các cháu học lâu dài. Dạ. Nha bà nha. Dạ, nó thì nó học giỏi rồi đó, bởi gán mà phụ gán đắp cho nó đi học, chứ tôi thì nhờ cậu với dì đồ người cho chút nhận tiếp cho nó đi học. Dạ, tôi thì không có khả năng rồi đó. Dạ. Thì con cũng nghe nói cô Nhanh nói là mình có cái sổ hộ nghèo rồi, thì các ông các bà ở đây mình chia cái phần đó lại cho các em khác, thì các anh chị với các cô các chú ở đây có đồng ý không ạ? À? Có nghĩa là cái năm danh sách là năm em đang chọn là đã có một vài người đã có bảo hiểm rồi, thì mình dư cái đó mình chia lại cho bạn khác. Mình chia sẻ nhau đi ra con. Mình chia sẻ yêu thương cho nhau đi. Thì năm em mà đã thông báo chính đó là hộ nghèo thì nó được miễn bảo hiểm y tế được miễn, còn hộ nghèo thì được giảm không nữa. Với lại mồ côi là cũng được nhận nhiều phần quà của nhà tài trợ. Cho nên là phần dư còn lại của các em mà hộ nghèo này kia đó sẽ nhờ Mạnh Thường Quân xin lại để hỗ trợ cho những em mà có hoàn cảnh khó khăn hơn mình để nhận cái phần đó. Nếu không thì những phần đó là Mạnh Quân sẽ nhận lại để cho trường khác thì nó uổng. Nó cho nên là cũng xin Mạnh Quân là giữ lại số tiền đó để cấp cho các em có khó khăn hơn. Đó là vậy đó. Cho nên là mới mời thêm là 8 phụ huynh thêm. Đó, cũng thông qua các phụ huynh năm 19 vậy. Dạ thưa bà. Thì nãy giờ con nói chuyện với bà đó.
thì năm nay là con sẽ bắt đầu khởi đầu là lo cho các cháu ăn học về đến sau này, nhưng mà với một điều kiện là con chỉ cho mỗi một cháu là hai cơ hội. Cũng như năm nay là con làm cái kênh YouTube xem miền Tây là con ra hai điều kiện là hai cơ hội, là có nghĩa là năm nay con là một nè, năm tới nó vô học nữa mà nó không giỏi hơn nữa có nghĩa là con cắt lấy cái đó cho bạn khác, có nghĩa là con cho hai cái động lực để cho em nó học. Dạ, còn nếu mà học giỏi nữa thì có cái quà khác, các cô chú đồng ý không ạ? Rồi con cảm ơn bà nha, con chúc bà sức khỏe nha bà nha. Tại vì á con nghe nó cô Nhanh nói là những cái trường hợp là các em mà không có điều kiện để mua bảo hiểm được á thì cũng thấy cũng tội, nó cũng không dám muốn, không muốn nhận lại cái phần đó, thay vì đó thì mình trao lại những cái em mà không có cái điều kiện để mua đó. Thì hôm nay còn là ngày khai giảng á, thì ủa chị là phụ huynh của bé nào? Bé Mỹ Thiên năm nay học lớp 9, lớp mấy hả chị? Lớp 6 A2. Lớp 6 A2. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Em 35 tuổi. Hiện chị đang làm công việc gì? Đi làm thuê, làm mướn, ai mướn gì thì mình làm nấy gì đó. Dạ. Yeah. Lo cho mấy nhỏ đi học. Dạ. Yeah. Thì được vừa rồi đó, em cũng đã tuyển chọn ra 5 đứa đó chú. Thì cũng mong là các em học càng ngày càng khá hơn, để cho con ha được theo đuổi lâu dài giúp cho các cháu ha chú ha. Chú thấy được không? Tại vì mà con thấy là không có phải giúp cho 1 năm 2 năm đâu, con muốn giúp em nó càng học càng giỏi là con giúp càng lâu. Giúp được thì cảm ơn cháu nó động lực thêm. Dạ. Cố gắng học thêm. Dạ, thì cái học bổng mỗi năm của các em á, thì nghe trong đây hiệu trưởng với bên thầy Giang cũng trao đổi qua là nó một em thì học từ 1,4 triệu đến 1,5 triệu một em, thì con cũng đã trao cho năm phần đó là năm cái học bổng cho năm em, thì cái mình đỡ hơn người ta mà không có bị cái tốn bảo hiểm, nên là mình truyền cái bảo hiểm đó cho người khác, cho bạn khác để bạn khác có. À, chưa thấy được không? Rồi con cảm ơn chú nha. À, các cô chú bên đây có ý kiến gì thêm không? Mình chia sẻ yêu thương với nhau thì nó sẽ giúp đỡ cho nhau một cái cuộc sống nó đỡ mất đi thằng nào mà trong cuộc sống nó khó khăn. Anh là con phụ huynh của bé nào? Nguyễn Công Khang. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh á. Anh á. 38. Anh 38 tuổi. Anh hiện làm công việc gì? Vợ bán sáng. Bán sáng là bán cái gì anh? Cơm cháo này kia. À. Thì các phụ huynh mà nhận thêm bảo hiểm cho mấy em đó, thì em chỉ mong nha, cái này là em mong là phụ huynh mình hướng dẫn nói chuyện với con cháu mình như thế nào đó để học, cố gắng học giỏi hơn, thì năm sau em sẽ tuyển tiếp nha. Các anh đồng ý không? Các anh các cô đồng ý? Có nghĩa là năm nay là con bắt một năm em thôi, là đưa danh sách năm sau nữa, nếu mà có đứa nào và em nào học ok nữa, giỏi nữa, trồi lên thì em sẽ vô làm danh sách tiếp. Nên là mong các anh chị và các cô ở nhà nói chỉ dạy các em như thế nào đó, quản lý như em như thế nào đó để cho các em học càng ngày càng giỏi hơn. Để em năm sau em có dịp vô em có đứa nữa thì em mới mừng, chứ không có đứa nào em không có mừng đâu. Năm là phải lên 6, lên 7, lên 8, lên 10, chứ không có để năm hoài. Rồi. À, em có làm cái kênh Sơn Miền Tây, là kênh YouTube là chia sẻ yêu thương, kết nối yêu thương là giúp cho những vấn đề bất hạnh đó, thì em cũng có làm về giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thì mong các anh các chị nói với con cháu mà con em mình học như thế nào đó để năm sau em được bắt thêm lên cho vô danh sách ha. Rồi em cảm ơn các phụ huynh nha. Cảm ơn Sơn nhiều ha. Dạ con đâu có làm gì đâu, con chỉ làm một cái cầu nói thôi. Cái nghe chú còn nói mấy ở đây á là em một học sinh rồi mới được hưởng cái phần quà. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha, con chào. Dạ, cô. Dạ. Chú chào con, chú có làm cái kênh YouTube Sơn Miền Tây để kết nối yêu thương và chia sẻ yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh, và có chú có làm thêm về giúp học bổng cho học sinh. Thì con có thử tự giới thiệu về con được không? Dạ được. Rồi con nói đi. Con tên Nguyễn Ngọc Thạch, năm nay học lớp 9.
Nói từ từ. Con mồ côi, không có cha mẹ. Là con ở với ai? Con ở với Hiếm. À, là năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 16 tuổi. 16? Dạ. 16 nhìn giống 20 quá vậy. Hả? Thì là sau một cái năm nay là chú vô giúp học bổng cho con học như vậy thì con nghĩ như sao? Thì con phải quyết tâm học lên. Con phải quyết tâm với cái hội của chú Tâm. Cái chú, cái ông, con gọi là ông đang giúp cho con học học bổng đó là ông tên Tâm. Thì con phải hứa với ông Tâm như thế nào để ông Tâm quan tâm theo dõi con, để có khi mà con học được cái năng lực con học lên được đại học đó thì ông Tâm sẽ sẵn sàng giúp cho con. Nhưng mà con chỉ mong là con có cái quyết tâm để học hay không thì con sẽ hứa với ông Tâm. Hứa với ông Tâm là con sẽ quyết tâm học từ hạng khá lên giỏi. Rồi, nhớ nha. Dạ. Mình được có cái người mà giúp cho mình thì mình phải cố gắng lên. Dạ. Ha. Rồi, chú cảm ơn con nha. Dạ. Chú chúc con sức khỏe nha. Rồi, chú chào con. Chú tên Sơn, làm cái kênh YouTube. Thì hôm nay vô học trao học bổng cho con đó. Thì con nghĩ sao con giới thiệu về con được không? Con tên Nguyễn Thị Diễm My, lớp 9A. Rồi, năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ 16. Hiện con ở với ai? Dạ với cha mẹ. À, cha mẹ con làm gì? Làm công việc gì? Cha thì đi dắt lúa mướn á. Còn mẹ ở nhà thì nuôi bò. Ủa, biết nuôi bò luôn? Giỏi vậy? Mẹ con. Ờ, người phụ nữ biết nuôi bò là giỏi rồi đó. Đại con biết sao giỏi không? Phải đi cắt cỏ. Đưa lưng lên trời phơi nắng, đi cắt cỏ cho bò ăn. Đúng chưa? Thì năm nay là chú vô đóng học bổng cho con. Gồm có một học bổng của một năm của con là 1,5 triệu. Gồm có tất cả đầy đủ đồ. Thì chút nữa chương trình sẽ cô giáo sẽ phát cho con nha. Thì qua một cái hội qua ngày mai của chú Tâm, thì hồi nãy giờ con nhìn cho thấy bản trên đó không? Thì là của ông Tâm, thì ông Tâm hỗ trợ con học. Thì con hứa với ông Tâm học làm sao? Con hứa là khá lên giỏi. Ừ, thì phải học cố gắng. Dạ. Bây giờ mình nằm ở giỏi rồi thì giỏi nó lại càng giỏi hơn. Thì để cho chi? Để cho cô chú, ông bà theo đuổi con, lo cho con học tới nơi tới chốn nha. Rồi, chú chúc con sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn con. Rồi, chú chào con. Con giới thiệu về bản thân mình được không? Rồi, con nói đi. Con tên là Bùi Thị Mỹ Thi. Năm nay con học lớp 7 A2. Bao nhiêu tuổi? Năm nay con 12 tuổi. Con hiện con ở với ai hay là còn cha mẹ? Con còn cha mẹ. Còn cha mẹ? Còn cha mẹ, ba cha mẹ con làm việc công việc gì? Cha mẹ con làm thuê. Làm thuê cho ai? Cho người ta hả? À, người ta kêu làm gì làm đó hay sao? Dạ. À. Thì hôm nay con nhận được cái học bổng như vậy thì con thấy sao? Con thấy rất là vui. Không phải là chỉ vui đâu, mà con giúp được, nếu mà con học giỏi là con giúp được cho cha mẹ. Là một cái phần là đỡ lo cho con về cái việc ăn học, chỉ việc là lo cho con ăn thôi. Thì con đã giúp cho cha mẹ rồi. Giúp cho con cha mẹ thứ hai nữa là nếu mà bây giờ con học bổng, con nhận được học bổng mà con không cố gắng học là con phụ lòng của bên hội qua ngày mai của chú Tâm. Và con bắt hiếu với cha mẹ. Biết tại sao bắt hiếu không? Là mình học không tới nơi chúng mới trốn, thì sau này mình có thể mình khổ hơn cha mẹ mình nữa. Đúng chưa? Thì bây giờ mình đã có học bổng, mình có người lo cho mình học, thì mình phải cố gắng lên học làm sao để cho người ta lo mình tiếp tục đến nơi đến chốn. Mình lên đại học mình cái này sẵn sàng người ta lo. Lo là quan trọng là cho cái con có học được như chú nói hay không thôi. Nếu như con có quyết tâm thì sẽ được ha. Rồi, chú chúc con sức khỏe nha. Rồi, chú chào con. Rồi, chú chào con. Con tên gì? Sao cười? Có mặt chú Vinh Lọ hả? Hả? Chết. Có mặt chú Vinh Lọ không? Sao cười? Con tên gì? Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Chi. Rồi, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Hiện con học lớp mấy? Dạ, lớp 7A1. À, vậy là bây giờ con sống với ai? Hay là còn cha còn mẹ? Còn cha còn mẹ. À, cha mẹ con làm công việc gì? Dạ, làm thuê. Làm thuê luôn ha. Thì bây giờ năm nay chú vô đóng học bổng cho con đó. Thì con nghĩ sao? Dạ, rất vui. Rất là vui.
Nhưng mà con có quyết tâm để học để không phụ lòng mọi người không? Quyết tâm học nha, để cho sau này mình không có phụ lòng cô thầy giáo dạy mình nè, rồi những người ta giúp mình ăn học nè, rồi cha mẹ mình ở nhà mà nuôi dưỡng mình, rồi đó giờ đã cho mình ăn học rồi mà bây giờ mình học không tới đâu hết thì con làm phụ lòng rất là nhiều người, đúng chưa? Thì bây giờ năm nay là con học nhận học bổng, thì con biết từ cái trên bảng là con nãy giờ cũng đã thấy rồi phải không? Thì qua cái hội ngày mai của thầy sĩ của chú Tâm thì con hứa với chú Tâm học làm sao? Dạ con sẽ cố gắng học. Con nói chuyện lớn lớn lên. Dạ con sẽ cố gắng học. Con không được lười hay hoặc là bỏ học vì cái cuộc vui chơi gì đó nha. Để mình học càng dài càng giỏi đi thì cô giáo sẽ cũng khen mình, nhà trường cũng khen, rồi cái người giúp mình học cũng khen mình nha. Đây thưa cô chú anh chị, thì nhờ thầy đưa cho các cháu cái học bổng và những cái giày quần áo viết. Rồi bốn phần, còn một phần sao đây? Rồi còn một phần đó thì hồi nãy em quay qua cho. Thì cái phần đó là thầy nói là đi Phú Bắc là đang về đúng không? Rồi thì nữa cái đó nhờ. Rồi ok, chút nữa em sẽ quay qua đó. Rồi chú chúc các cháu học giỏi càng giỏi hơn trong năm từ đây sắp tới, là chú sẽ giám sát và theo dõi các con học nha. Được không? Đồng ý không? Đồng ý chú theo dõi không? Thấy đây xung phong trước nè. Rồi chú cảm ơn các con nha. Đây thưa cô chú anh chị, thì được rồi, Sơn cũng có vô danh sách rồi, nhưng mà em đi qua bên Phú Quốc với cha với mẹ gì bên đó hả? Không. Dạ, giờ con giờ đi với chị qua đó chơi. Bây giờ đang về sẽ chuẩn bị vô năm học mới rồi. Thì con nhờ chú nhận cái phần học bổng và cái quà quần áo với giày dép của cháu nó cho để năm học sắp tới nha chú nha. Dạ. Đây thưa cô chú anh chị, thì vừa rồi cô cũng có trao đổi qua với Sơn là đây là năm đứa chín, nhưng mà năm em này thì cũng có dư được bảo hiểm ra được một hai đứa gì đó, nên là chiếc cái phần này qua cho các em cần có bảo hiểm, nên là danh sách hiện tại chính thức của năm em vừa rồi là Sơn đã tuyển chọn nè cô chú anh chị. Thứ nhất là ngày tháng năm sinh nè, nhà thuộc hộ nghèo, còn này năm học, họ tên cha mẹ, cái này địa chỉ của các em nè, ở đây là thành tiền, là tổng cộng của năm em này là 3.139.000, đúng không cô nhìn ha? Vậy còn lại cái phần năm em kia đó là khoảng bao nhiêu nữa cô nhìn? Đây thưa cô chú anh chị, thì cái giấy danh sách được nhận phụ là cũng cùng cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đã giao cho Sơn là 7.500.000. Thì bây giờ năm em kia thì cũng dư ra được bao nhiêu đây, thì cũng giúp được cho 8 em nữa là về cái bảo hiểm. Thì đây danh sách của các em nè, đây là tên học sinh, đây lớp học, năm sinh, thuộc diện khó khăn, học lực, họ tên cha mẹ, địa chỉ, số tiền bảo hiểm một năm đó. Rồi chú chào các con nha. Các con là mình được nhận phụ cái bảo hiểm mà mình không có điều kiện để nhận đó. Thì bây giờ mình được nhận phụ cái bảo hiểm để khi mà mình có cần mình xài ha. Các con thấy được không? Thì các con muốn được như bốn năm bạn phía trước này, để được chú lo học bổng, thì các con năm sau phải học như thế nào đó thì chú sẽ cho vô danh sách để lo cho các con học giống như các bạn phía trước này nha. Rồi bé Nhi thấy được không? Rồi năm sau cố gắng học lên ha. Bây giờ mình đã học nằm ở giờ khá rồi thì năm sau mình phải học giỏi lên để cho chú mỗi năm có được có đứa để cho chú tuyển chọn danh sách là chú vui rồi.
hiểu không? Có nghĩa là năm nay chú chọn 5 đứa này, thì năm sau có lên 7 đứa hay 10 đứa gì đó là chú cần mừng. Chứ để là mấy đứa học không có bắt được nào là buồn lắm đó nha. Rồi chú chúc các con là sức khỏe, học thành tài nha. Và ước mơ là các con phải học những gì như các con đã hứa nha. Dạ thưa bà con cô bác và các chú các anh chị, thì hôm nay em trao năm học bổng cho cái danh sách năm em và em đã tuyển chọn rồi. Thì còn lại những em mà học không được khá đó, không được giỏi đó, thì nhận được bảo hiểm. Thì hôm nay em đã có trao cho nhà trường cái tiền bảo hiểm đó cho các em. Thì nhà trường sẽ nhận tiền đó, thì thời gian sau sẽ hình như là nửa tháng hay 20 ngày gì đó có bảo hiểm rồi, thì nhà trường sẽ đưa cho phụ huynh hay là các em gì đó mang về nha. Thì bây giờ em con đã chuẩn bị bắt đầu trao tiền cho cô nhanh để cô thanh toán về cái việc mà các bảo hiểm cho em trước, rồi lần nữa thì trường có sẽ đưa cho mình sau nha. Rồi em cảm ơn các phụ huynh và các cô chú ông bà ở đây. Chúc cô chú ông bà và anh chị một sức khỏe dồi dào nha. Rồi cảm ơn anh chị, em chào anh chị nha, và các cô chú ở đây nhiều sức khỏe nha. Kênh miền Tây nữa được cái. Dạ. Được nhiều người đăng ký ủng hộ. Dạ. Rồi cảm ơn cô, cảm ơn anh, cảm ơn chú nha. Đó thì Sơn cũng đã làm chương trình chiều nay buổi sáng thì giúp ở cái trường Trần Quang Khải ở xã An Nông đó cô chú anh chị. Thì video của Sơn xin kết thúc ở đây. Và Sơn đã làm 5 chương trình, 5 cái em học bổng rồi. Đó, thì bây giờ cũng là xong một buổi sáng. Thì video của Sơn xin kết thúc ở đây. Sơn chúc cô chú anh chị sức khỏe và các bạn sức khỏe nha. Rồi, Sơn xin chào.